Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 426. Không tốt, việc lớn rồi. Bỗng nhiên tiếng kêu sợ hãi như gặp phải quỷ ngoài điện truyền đến, tiếng kêu khàn cả giọng. Mọi người nghe thấy nhíu mày không hiểu. Chỉ có Vũ Văn Dũng nhếch miệng cười tà mị, nhưng rất nhanh lại thu lại. Rất nhanh, người kia lảo đảo ngã trước mặt mọi người. Vũ Văn Thông nhìn thấy, hét lớn một tiếng: "Vội vội vàng vàng, còn ra hệ thống gì nữa chứ? Có chuyện gì xảy ra? Bẩm báo lên xem." "Vâng, bệ hạ." Trán đổ mồ hôi lạnh, người kia khom người cúi đầu hoảng sợ nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Sứ Thần Kiếm Tinh Quả Thần Vương Bách Lý Văn Bình bị cái gì?" Trong lòng mọi người hồi hộp, sắc mặt đại biến. Vũ Văn Thông tức giận quát, da mặt run lên, người kia khóc lóc kể lể, cúi người bái lại: bị người ta giết." Vũ Văn Dũng vừa nghe thấy hung hăng vỗ bàn, đột ngột đứng lên, trợn mắt nhìn: "Người vừa nói cái gì? Quả Thần Vương hắn làm sao chứ?" Người chạy vào bẩm báo bị dọa phát run khóc lóc nói: Đặc sứ đại nhân, Quả Thần Vương bị người ta giết." "Buồn cười, làm gì có chuyện như vậy chứ?" Vũ Văn Dũng hét lớn nhìn bốn phía, nghiến răng nghiến lợi: "Các người có biết Quả Thần Vương là ai không? Hắn là hoàng tôn thứ 15 của đương kim bệ hạ, rất được bệ hạ xem trọng. 18 tuổi đã được phong hào Thân Vương, lần này đi sứ Tây Châu, một phần cũng được ủy thác trách nhiệm, một phần để lịch luyện. Ai ngờ đến nơi xó xỉnh quỷ quái này của các ngươi lại gặp chuyện. Kiếm tình của chúng ta tuyệt đối không bỏ qua. Sau này có chuyện gì xảy ra thì mọi trách nhiệm do các ngươi gây ra đó." "Hừ." Sắc mặt người đều thay đổi. "Chuyện này không phải là nhỏ. Đặc sứ Trung Châu là Thân Vương tôn quý bị ngộ sát ở đây, trách nhiệm đổ trên người bọn họ, không ai trốn thoát." Vũ Văn Thông trợn mắt khẽ lên tiếng: "Hoàng huynh không thể nói trước chuyện gì. Ta nhớ hoàng huynh nói Thân Vương đại nhân có việc riêng, không tiện dự tiệc. Như vậy hắn ở dịch quán làm sao lại bị hành thích chứ?" "Đúng vậy, dịch quán canh phòng nghiêm ngặt, nơi này ngoại trừ tân binh thị lang đại nhân còn có các thủ lạc minh trợ trận, làm sao lại bị hành thích chứ?" Lã Văn Hải cũng chăm chú nhìn hắn, bình tĩnh lên tiếng. Vũ Văn Dũng từ chối ý kiến: "Các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây?" "Đúng rồi, Quả Thần Vương gặp chuyện ở đâu?" Ngay sau đó Vũ Văn Dũng lại nhìn về phía người kia ngạo nghễ nói, khẽ trầm ngâm một chút, người kia không người cúi đầu: "Khởi bấm đại nhân, Quả Thần Vương bị sát hại ở Phiêu Hương Viện." "Phiêu Hương Viện? Thanh Lâu sao?" Vũ Văn Thông sững sờ thốt ra, thế nhưng lời hắn còn chưa dứt là cảm thấy một ánh nhìn xuyên thấu tim gan, quay đầu nhìn thấy Hoàng hậu Long Quỳ hung hăng liếc hắn, nhỏ giọng chất vấn: "Sao hoàng thượng biết nơi đó là Thanh Lâu, nên để rất quen sao?" Không quen, chỉ là thỉnh thoảng nghe Tiểu Lý Tử nói." "Ha ha ha, Tiểu Lý Tử sao? Thái giám mà đến Thanh Lâu không ngại phiền sao?" Cười lạnh, Long Quỳ tà dị nhìn về phía hắn. Vũ Văn Thông khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, vội lảng sang chuyện khác, trịnh trọng nói: "Hoàng hậu, giờ là lúc nào còn tính toán đến chuyện nhỏ nhặt này? Hiện tại đặc sứ đã chết, đại sự ngoại giao nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu không thiên hạ nguy mất." "Đúng rồi hoàng huynh, vì sao Quả Thần Vương ở dịch quán đột nhiên lại xuất hiện ở Thanh Lâu, huynh có thể giải thích cho chúng ta được không?" Thành công nói sang chuyện khác, Vũ Văn Thông hiên ngang lẫm liệt nhìn Võ Văn Dũng, nhẹ hừ một tiếng: "Chuyện này cũng không nên trách chúng ta không bảo hộ tốt. Đặc sứ của các người tùy tiện đi lại không cho chúng ta biết, làm sao chúng ta bảo hộ chứ? Cho dù đi Thanh Lâu hay đi nhà xí cũng phải chào hỏi chúng ta một tiếng, hãy đi chứ." Lã Văn Hải nghe nói cũng âm thầm gật đầu, giơ ngón tay cái về phía hoàng đế. Vì hoàng đế này không phải là để chưng, đùn đẩy trách nhiệm thật nhanh. Hoàng hậu thấy thế cũng không tính toán nữa, dù sao đây cũng là chuyện quốc gia đại sự. Vút nhẹ chòm râu, Vũ Văn Dũng trầm mặt không nói, trong mắt tinh mang lóe lên, thản nhiên nói: "Người đâu, tối nay ai trực ban tất cả đều giết chết, ngay cả Thân Vương đại nhân chạy ra ngoài cũng không biết, còn dùng bọn họ làm gì chứ?" "Vâng." Tên bên cạnh hắn khom người cúi đầu, ngay lập tức đi xuống truyền lệnh. Vũ Văn Dũng liếc mắt nhìn Vũ Văn Thông cười lạnh: "Thế nào hoàng đệ, ta công tư rõ ràng, người nào sai người đó chịu trách nhiệm, vì huynh xử lý như vậy để hài lòng chứ?" "Đây là cách xử lý của hoàng huynh, hoàng đệ không dám bình luận." Trầm ngâm một chút, Vũ Văn Thông cẩn thận từ chối cho kiến. Cũng thèm để ý tới, Vũ Văn Dũng lại nhìn về phía người thông báo, sâu xa lên tiếng: "Có điều ta hạ lệnh chém giết mấy tên hộ vệ kia về tội thất trách, nhưng bọn không phải là hung thủ." "Đúng rồi, hung thủ giết Thanh Vương là ai? Sao to gan như thế, có bắt được không?" "Đã bắt rồi, thế nhưng..." Do dừng một chút, người kia thấp thỏm lo lắng nhìn Lạc Văn Hải, trong lòng run lên. Lạc Văn Hải cảm thấy có gì đó không ổn. Vũ Văn Dũng cười cười tiếp tục ép hỏi: "Ấp à bỗng cái gì chứ? Bắt rồi thì mang đến cho chúng ta xem tên nào mà to gan lớn mật như vậy." "Vâng." Suy nghĩ cả nửa ngày, người kia gật đầu thở dài đi truyền lời.
Chỉ chốc lát sau, năm bóng người được áp giải đi vào trước mặt mọi người. Nhưng khi nhìn thấy nữ tử đi vào trước nhất, mọi người nhìn không được cùng nhau ngơ ngẩn. Không phải chứ, Lã Quân Hải mở lớn hai mắt hét to: Tư Phàm, cha! Ánh mắt Lã Tư Phàm ngấn nước vô cùng quỷ khuất. Hai người Long Kiếm Sơn và Tạ Niệm Dương cũng ủ rũ nhìn Lã Quân Hải khóc không ra nước mắt. Minh chủ, có chuyện gì? Mấy người các ngươi lại gây họa gì đây? Vì thế này, bắn người mà hung thủ đến đây, sao lại đem một tiểu cô nương đến đây chứ? Vũ Văn Dũng nhíu mày, biết rõ mà còn cố hỏi. Hai tên hộ vệ bên cạnh Quả Tinh Vương được nhắc nhở, nhanh chóng vội vàng không người cúi đầu, chỉ bọn họ nói ra: Khởi bẩm Thị Lan đại nhân, chính ba người này đã giết Thân Vương đại nhân, hiện tại thi thể còn để ở bên ngoài. Thân đại la Văn Hải run lên với mặt hoảng hốt, nhìn về phía ba người. Chuyện này là thật sao? Da mặt run lên, ba người cùng cú thấp đầu, bị khuất lao nước mắt, hiển nhiên ngầm thừa nhận. Lã Văn Hải bất đắc dĩ xoa xoa trán. Vũ Văn Thông nhìn thấy trong lòng vô cùng lo lắng, sao cháu gái lại liên lụy đến chuyện phiền toái này, nhất định là có bẫy. Vũ Văn Dũng cười tà mị, nguyên lực trong tay cuồn cuộn dâng trào mà ra. Hung thủ đã tìm được, một phần cũng cho chúng ta sơ sẩy, hiện tại trừng trị ba hung thủ này sẽ không làm khó mọi người. Với dứt lời, một chưởng Vũ Văn Dũng đã đánh xuống đầu Lạc Tư Phạm. Lạc Tư Phạm rẽ lên một tiếng, bị dọa đến nhắm chặt mắt, nhưng một chưởng mạnh mẽ kia sắp đệt xuống đầu nàng thì đột ngột dừng lại. Khi mi mắt nàng run rẩy mở ra thì thấy bàn tay phụ thân nắm lấy bàn tay kia không buông, trên mặt vô cùng tức giận. Là minh chủ dung hồn cảnh đỉnh phong, thực lực siêu quần, quả nhiên danh bất hư truyền. Vũ Văn Dũng run rẩy, cảm thấy vô cùng đau đớn, bàn tay xuất thủ kia trong nháy mắt mềm nhũn, khó phát ra lực đạo. Có điều hắn những khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Văn Hải vẫn tràn đầy khiêu khích. Là minh chủ, người muốn làm gì? Thủ đoạn xử sự của ta minh chủ cũng rõ ràng, hộ vệ ta không hoàn thành nhiệm vụ ta đều giết, hiện tại hung phạm trước mặt ta giết bọn họ thì sẽ không liên lụy đến các ngươi, không phải rất tốt sao? Lã Văn Hải gấp gáp thở sâu, chết vẫn không buông tay. Mọi người nhìn thấy vô cùng lo lắng. Vũ Văn Dũng cười lớn: Lã minh chủ có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn ngăn cản ta trừng phạt hung phạm sao? Nếu như vậy, chứng minh các ngươi đã sai khiến hung phạm, kiếm tinh sẽ không từ bỏ ý đồ. Trận chiến giữa Trung Châu và Tây Châu mà xảy ra là do các ngươi khiêu khích, trách nhiệm này các ngươi gánh được sao? Văn Hải nói đệ. Vũ Văn Thông giật mình, phát tâm một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: Mà chất nữ các ngươi làm sao xuất hiện ở Thanh Lâu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Lã Văn Hải như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội nhìn vào họ hỏi: Đúng, các ngươi đến đó làm gì? Cha, con cũng không biết. Chúng con đã đi dạo trên đường, bỗng nhìn có một bóng đen đánh con bất tỉnh. Khi con tỉnh lại thì phát hiện ra người kia trần truồng đánh về phía con, đột nhiên con phải phản kháng đánh hắn mấy chục quyền, nhưng không đánh chết hắn. Vẻ mặt đầy uy khuất, Lã Tư Phàm sâu xa lên tiếng. Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương nghe vậy cũng vội vã gật đầu: Đúng vậy, minh chủ, chúng ta truy đuổi theo bóng đen kia nhưng hắn nhanh chóng chuồn mất, chúng ta không đuổi kịp. Sau đó đuổi tới gần một thanh lâu nhỏ, lại nghe tiếng Tư Phàm mùi mùi la lớn nên nhanh chóng chạy vào. Thế nhưng hai tên gia hỏa giữa cửa kia lại không để chúng ta vào, phải đánh nhau với bọn họ mới vào được. Tuy nhiên vừa vào đã thấy tên quái vật kia đánh về phía Tư Phàm, không nhịn được mới xuất chiêu đánh xuyên qua ngực hắn. Ta một chân đá bay đầu hắn. Tạ Niệm Dương giơ tay thú nhận: Thế nhưng chúng ta thực sự không biết hắn là đặc sứ Thân Vương Trung Châu. Mọi người nghe rõ, nhíu mày suy nghĩ, việc này thật kỳ quặc, rõ ràng là cái bẫy. Lã Văn Hải hung hăng trừng mắt nhìn Vũ Văn Dũng, hai tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi: Vũ Văn đại nhân, cần gì cứ nhắm vào ta, sao phải nhắm vào đứa nhỏ chứ? Đại thật sinh không lấy được đầu ta, ngươi không cam lòng đúng không? Là minh chủ, người nói cái gì thế? Mọi người đều biết đại thật sinh có ân oán giang hồ với ngươi, còn ta là sứ giả hòa bình đại biểu cho đế quốc, làm sao thể động sát tâm với đại nguyên soái Tây Châu được chứ? Vũ Văn Dũng nhếch môi cười tà mị: Vẫn là câu đất kia, làm việc phải công tư rõ ràng. Ba tiểu quỷ, người đó các ngươi bị người áo đen kia thiết kế hãm hại. Về người áo đen kia đâu? Ba người do dự một chút rồi bất đắc dĩ lắc đầu với mặt đau khổ. Vũ Văn Dũng nhưng không được cười lớn, trong mắt phóng xuất ra tinh mang sắc bén: Không có người chính là không có chứng cứ, ta làm sao biết lời các ngươi nói là thật hay giả? Biết đâu chỉ là lời biện hộ thoát tội thì sao? Mà chuyện các ngươi sát hại Thân Vương đại nhân, nhân chứng vật chứng đều có, chứ các ngươi cũng thừa nhận, tất cả mọi người nơi đây đều nghe thấy. Các ngươi chịu tội khó thoát, chết không có gì đáng tiếc. Khóe miệng sẽ có nụ cười lạnh lẽo, Vũ Văn Dũng liếc nhìn Lạc Văn Hải thản nhiên nói: Thế nào, Lạc minh chủ, ngươi còn có gì để nói sao? Lạc Văn Hải nhíu mày với mặt âm trầm: Ta thật sự muốn biết làm sao của Thân Vương đã xuất hiện ở Thanh Lâu chứ? Đúng vậy, làm sao để thế chứ? Rõ ràng bảo hộ rất nghiêm mật, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Văn Dũng cười quỷ mị nhìn về phía hai người hộ vệ kia, hiểu ý hắn, hộ vệ kia vội chắp tay.
Khởi bấm thì Đăng đại nhân, Thanh Vương đại nhân tính cách phong lưu, mọi người ở Kiến Tinh đều biết là đại đi sứ không thể mang theo nữ quyến. Bồn bà mấy ngày liền, Thanh Vương đại nhân đã ngột ngạt, là đại thật vất vả mới đi vào đại trấn nên mới cải trang, đổi quần áo bình dân, kiếm dịch quán. Ngồi ở đây đều không biết thân phận của đại nhân, chỉ có hai chúng ta đi theo tương đối tự do, chỉ là không nghĩ tới. Hay à, khó trách hôm nay ngươi không cho Thanh Vương ra gặp mặt, hóa ra là vì muốn làm nền cho hành động tối nay. Đã nghe rõ tất cả, là Vân Hải nhíu mày tức giận nhìn về phía Phủ Văn Dũng. Trong lòng hắn biết rõ, chiến trận nghênh đón hôm nay lớn như vậy, nếu Thanh Vương lộ diện, cho dù thay quần áo, thắng tới bọn họ cũng có thể nhận ra, âm thầm theo dõi bảo hộ. Nhưng bây giờ, Vũ Văn Dũng cười tà mị, vỗ ngón tay chậm rãi rắc lư, cười nhạo. Làm môn chủ không có bằng chứng, ngươi không nên nói lung tung. Hành động gì sao ta nghe không hiểu? Hiện tại mọi người đều biết Thanh Vương đại nhân chúng ta cấm dục lâu ngày, muốn đi ra ngoài thư giãn một tí, nhưng gác cổng quá khắc nghiệt nên mới cải trang chạy ra ngoài. Ở Thanh Lâu, vô duyên vô cớ bị ba tỷ quỷ này tàn sát. Chức trách cô ta là kiểm soát không nghiêm, nhưng cũng đã thu thập hết bọn họ. Thanh Vương chỉ không quản được nửa người dưới cũng đã chết, còn lại phải nghiêm trị hung thủ. Lão Minh Chủ thật ngại, nhưng ba tỷ quỷ này ta muốn dẫn đi. Nói xong, Vũ Minh Dũng vung tay lên, lập tức một đội vệ sĩ xông ra chuẩn bị bắt ba người ra tới phàm đài. Lão Văn Hải nhìn thấy, hét lớn một tiếng, bảo hộ bên cạnh ba người, ta xem ai dám. Nơi này dù sao cũng là Thiên Vũ Tây Châu, là địa bàn của Lạc Minh. Chỉ trong phút chốc nơi này đã nhiều cao thủ bao vây đoàn người Vũ Văn Dũng đến nước chảy không lọt. Lạnh lùng liếc qua mọi người, Vũ Văn Dũng không kinh hoảng, bởi vì mục đích của hắn đã đạt được. Lão Minh Chủ có ý gì? Vũ Văn Dũng cười quỷ mị, chậm rãi khoát tay. Chúng ta là đặc sứ Trung Châu, khách quý của Tây Châu, đến đây không có địch ý. Cho dù Thanh Vương đại nhân của chúng ta vô cớ chết ở nơi này của ngài, chúng ta vẫn nói đạo lý, không muốn sự tình liên lụy đến ngài. Chúng ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho quả Thanh Vương. Đừng nói hắn, Thanh Vương tôn quý, cho dù một người bình thường cũng một mạng người thường một mạng. Đạo lý này khắp nơi đều dùng, chẳng lẽ riêng Lạc gia không hiểu đạo lý này sao? Hãy để Trung Châu thiết đề chúng ta dạy cho người biết. Giá mặt là Bắc Hải cò đúng đại, tức giận đến gân xanh đổi lên, hai tay xích chặt, nghiến răng nói: dù có thế nào, hôm nay cũng không ai có thể đưa bọn họ đi. Nếu không đừng trách Minh Chủ là Minh ta không khách khí. Ai u, Minh Chủ đại nhân thật uy nghiêm, ban ngày ban mặt à không, là Minh Nguyệt giữa trời công khai bao che hung thủ, phá khư hòa khí hai châu. Vũ Văn Dũng nhìn ra Bắc Hải, lại nhìn đến trời hư không. Vũ Văn Dũng nhất thời đùa cười ra tiếng, chế nhạo: ta vẫn cho là Tây Châu do Sang Long Việt làm chủ, không người tới thì ra sớm đã thay đổi quy chế, biến thành thiên hạ của Lạc Minh rồi. Trong đầu mọi người run lên, sắc mặt đại biến. Hắn nói lời này chính là mượn đao giết người, mượn Sang Long Việt xuống tay với Lạc Minh. Thế vậy, Vũ Văn Thông vội vàng khoát tay áo chặn lại: hoàng huynh không nên hồ ngôn loạn ngữ. Lạc Minh thống lĩnh khu vực này và phòng ngự Tây Châu, không chỉ các đại thế lực Tây Châu chứng nhận mà được Sang Long Việt ủy thác. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, Lạc Minh Chủ điều tra rõ việc này cũng là đúng chức trách, hợp tình hợp lý, không có gì là vượt quyền cả. Đúng chức trách, hợp tình lý sao? Cười lạnh, Vũ Văn Dũng khinh thường bĩu môi. Một đúng chức trách, hợp tình hợp lý thì ba hung phạm có liên quan đến hắn, để tránh hiểm nghi, cũng không đến phiên hắn điều tra. Mà hiện tại, sự thật vô cùng rõ ràng, còn cần điều tra lại sao? Phản ứng bây giờ của Lạc Minh Chủ chẳng khác nào đang bao che. Vũ Văn Dũng cười quỷ quyệt, nhiều lắm hải không buồn. Lão Văn Hải thì trầm mặt không nói gì, trong mắt có lửa giận tuôn ra. Được, nơi này là địa bàn của Lạc Minh, đặc sứ như chúng ta không có bao nhiêu nhân mã, sao thể cướp người trong tay Lạc Minh chủ được chứ? Lùi lại. Giằng co nửa ngày, thế là Văn Hải vẫn kiên định như cũ. Vũ Văn Dũng sâu xa cười, vung tay lên, những hộ vệ Trung Châu lui ra. Nhưng chuyện này sẽ gửi tin tức về cho đế quốc chúng ta, cùng sang lâm viện các ngươi để xem xử trí như thế nào. Vốn ta vẫn luôn xem Thiên Vũ là quê nhà của mình, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa xem như không có. Nhưng hết lần này tới lần khác, các ngươi không tiếp nhận, như vậy hậu quả các ngươi gánh lấy. Hồng Hằng chỉ vào lồng ngực Lão Văn Hải, Vũ Văn Dũng cười lớn, nghênh ngang rời đi. Chỉ có Lão Văn Hải không cam lòng, thân thể run rẩy, sâu trong cuốn họng phát ra tiếng thú gầm. Vũ Văn Thông thấy chuyện làm lớn cũng trở nên khẩn trương theo, nhìn phương hướng Vũ Văn Dũng rời đi, vội vàng đuổi theo. Chờ một chút, hoàng huynh, chuyện gì cũng từ từ, tuyệt đối đừng. Thế nhưng mục đích Vũ Văn Dũng đã đạt được, làm sao còn nói nhảm với bọn họ được chứ. Hắn nhanh chóng đạp bước rời đi, chuẩn bị đâm thọc lên trên. Thừa tướng đại nhân, kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành. Hai học giản sẽ qua hai đảng sáng thành sắc, phân về hướng đông tây. Bất quá trong vòng 3 ngày đã truyền đến Bắc Hưng Vĩ và Sang Long Việt. Mà khi học giản nắm được trong tay tin tức nữ nhi Đào Văn Hải mình chủ Lạc Minh Tây Châu hành hung truyền khắp Nam Châu, hiển nhiên Bắc Hưng Vĩ đã chuẩn bị sẵn sàng.
đồng thời cầm sát kiếm vương Liễu Mộ Bạch, chỉ huy 500 vạn kiếm tinh thiết đề cây dây mắt chuẩn bị sẵn sàng ở bên cạnh hai châu, khi thấy mãnh liệt rất hiển nhiên là muốn khai chiến. Hỗn đản, tên Bách Linh Vĩ muốn mượn cớ làm khó dễ Tây Châu. Trong sân làm việc, Hắc Nghiêm Chí Tôn đâu ngăn đập bàn một cái, trong tay cầm hai khối ngọc giản, một khối là báo cáo tình huống biên cảnh, một khối là lấy thân phận đặc sứ Võ Văn Dũng viết thư tố cáo và dẫn lên tiếng. Chuyện vừa mới phát sinh, làm gì nhanh như vậy đã triển khai quân biên cảnh chứ, rõ ràng sớm đã có mưu tính. Bạch Nghiêm Chí Tôn cũng khai thở dài nhíu mày. Đúng vậy, ta nói lần này đặc sứ đi thăm bốn châu có chút kỳ quặc, thì đã là cố ý làm khó dễ. Vì sao hết lần này tới lần khác nhằm vào Tây Châu chúng ta chứ? Ba châu còn lại để không có việc gì, còn làm cho chúng ta đối lý. Sớm biết như thế, không nên đồng ý để đặc sứ bọn họ tiến đến đây. Bây giờ nói những chuyện này còn làm được gì chứ? Tranh thủ thời gian truyền tin cho ba châu còn lại phối hợp hành động đi. Hắc Nghiêm Chí Tôn bất đắc dĩ thở dài. Bạch Nghiêm Chí Tôn khẽ gật đầu thở dài. Cũng chỉ có thể như thế. May mà 500 vạn đại quân cũng tính là quá nhiều. Xem ra Bách Linh Vĩ vẫn chưa chuẩn bị trận đánh lớn. Kết quả sau đó việc viết thư cầu viện cao tầng ba châu có được tình nghĩa bốn châu lại không còn kiên cố như trước đây. Nếu không, ba đặc sứ Bách Linh Vĩ cho đến ba châu chỉ ăn không ngồi rồi sao? Dưới mắt Bách Linh Vĩ có thể lên làm quan văn đại nguyên nhị phẩm là hạng người bình thường hay sao? Là một tháng trôi qua, trong một tòa đại viện tối tăm, Trác Phàm ngồi trên bảo tòa nghe giọng thì thầm. Mộ Dung Tuyết bên cạnh anh nhìn anh bố trí kế hoạch của mình, phía dưới là một bóng người quen thuộc, chính là nhị công tử của Hải Xuyên Thương Hội lúc trước, nay là sứ giả Thiên Ma Điệp, Ngô Nhân Đông. Đây chính là ta nhờ ngươi làm, hiểu chưa? Chỉ sợ ngươi phải chịu ủy khuất. Sau cùng Trác Phàm sâu xa lên tiếng, sắc mặt yên tĩnh. Ngô Nhân Đông không người cúi đầu, sắc mặt có chút kích động. Điện chủ, ta chờ đợi ngày này rất lâu rồi, cho dù điện chủ xem ta như đứa trẻ bỏ rơi, ta cũng không oán không hối. Không phải bỏ rơi là để mấu chốt để chiến thắng. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm thản nhiên nói, đúng, gần đây chỗ Lạc Gia thế nào có lẽ không chịu được. Không người cúi đầu, Ngô Nhân Đông nói ra, điện chủ đoán không sai, hiện tại Lạc Gia bốn bề thọ địch, không có chút năng lực đánh trả. Sau đó việc từng hướng ba châu cầu viện chống đỡ như rất nhanh để bị từ chối. Bốn châu nhất thể chống chọi với Trung châu, hôm nay Tây châu gặp nạn, làm sao tôi khoanh tay đứng nhìn chứ? Khẽ cau mày, Mộ Dung Tuyết không hiểu, môi hở răng lạnh, cũng không nên nhìn Tây châu phát sinh chiến sự chứ? Trác Phàm bật cười nâng tay nói với Ngô Nhân Đông, người nói với nàng một chút tình huống cụ thể đi. Vâng, điện chủ. Không ngừng cúi đầu, Ngô Nhân Đông là nhìn Mộ Dung Tuyết nghiêm túc nói, Mộ Dung tiểu thư, lần này ba châu đã tranh luận về chuyện này một phen, có người nhất trí nhưng không có chút mâu thuẫn, chỉ bởi vì lần này Trung châu thật sự chiếm chữ Lý. Mộ Dung Tuyết nghi hoặc hỏi, Lý sao? Không sai, đặc sứ từ đế quốc đến là đại biểu cho quân chủ của một nước, từ tông môn đến là đại biểu cho uy thế của tông chủ, từ thế lực các châu thì đại biểu cho những tầng cao nhất. Vốn chém giết đặc sứ đồng nghĩa với việc cắt đầu thủ lĩnh các phương, điều này không ai có thể cho phép, trừ phi ngươi thực sự muốn khai chiến. Chém giết đặc sứ kẻ địch nghĩa là chém giết đầu lĩnh cao tầng các địa phương. Có mặt trở nên nghiêm nghị, Ngô Nhân Đông bình tĩnh lên tiếng, vốn điều này đã lan truyền khắp các ngõ ngách ba châu, mọi người trong ngoài đều biết Lạc Gia hoàn toàn đối lý, cách làm của Trung châu là thỏa đáng. Cộng với đặc sứ Trung châu phải đến ba châu miền lửa trơn tru khẩu chiến với Nho Gia, khiến ba châu thực sự không lý do gì để liên thủ. Khẽ gật đầu, Trác Phàm tiếp tục nói, đây chính là lý, cũng là chính nghĩa mà mọi người hay gọi, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý này ăn sâu vào lòng người, cũng là cơ sở trật tự để mọi người hợp tác lẫn nhau. Nếu như không có trật tự này, nhân loại cũng chia năm xẻ bảy. Huống chi tồn tại lợi ích các châu khác nhau, vì vậy nhìn chung tất cả mọi người không thể phản đối đạo lý này, nếu không thì sẽ phủ định chính mình. Nên trước khi Lạc Gia có chứng cứ rõ ràng chứng minh bản thân trong sạch, không ai có thể nói đỡ bọn hắn. Điện chủ đó có lý, hiện tại vấn đề ba châu tranh luận phổ biến nhất là có đáng giá để bao che cho Lạc Gia hay không. Nếu như công khai chống đỡ như vậy sẽ xóa bỏ công lý trong lòng mọi người. Nếu chẳng quan tâm lại sợ Trung châu mượn cơ hội này làm khó dễ Tây châu, tổn hại đến đồng minh. Cộng với đặc sứ Trung châu đều có ở các châu, hiện tại các châu không có động tĩnh gì, nhưng cũng hết sức liên hệ với đặc sứ, hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có. Đúng vậy, cho nên dù muốn khai chiến cũng nên có cớ mới được, nhất định phải đem một chữ chính cõng lên trên người, nếu không một cuộc chiến bất nghĩa sẽ là điều đầu tiên uy hiếp bản thân. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, có điều các châu sợ kiếm tinh phát động đại chiến cũng cần thiết, hôm nay Bách Linh Vĩ cẩn thận chặt chẽ, kiếm tinh đế quốc cuồn cuộn sóng ngầm, trận chiến sẽ chỉ làm
quốc thể bất ổn. Vì thế lần này hắn điều 500 vạn tân binh thị uy ở bên cạnh, cũng chỉ hù dọa một chút mà thôi, không có gì quan trọng. Tán Đồng gật đầu, Ngô Như Đông mỉm cười. Điện chủ nói phải, hiện tại Bá Đơn Vĩ phát giác Thiên Ma Điện chúng ta tồn tại, không có khả năng hành động lớn như trăm năm trước, nên hắn chỉ cần đe dọa một chút, các châu cũng đáng sợ. Không sai, bốn châu đã không muốn tổn thất nặng nề giống như trăm năm trước. Thở dài một hơi, Trách Phàm nặng nề nói, như vậy dù cho bốn châu có hòa giải với Bá Đơn Vĩ thì cũng chỉ thế đẩy dê thế tội. Mọi dù con đường, chúng ta đến Lạc Gia xem một chút, nếu Vân Hải có thể diễn xuất như ta lúc trước, kế này của Bá Đơn Vĩ có thể tan rã trong nháy mắt. Thế nhưng dù sao hắn cũng không phải là ta. Chậm lại đứng dậy, Trách Phàm chậm chậm rời đi. Mộ Dung Thuyết theo thật sát, Ngô Như Đông không người cúi đầu cung kính nói, công tiễn đền chủ. Cùng lúc đó, bán bộ Lạc Minh Thiên Vũ, tất cả mọi người mặt ủ mày châu, vừa chờ đợi tin tức bên Sa Long Việt, vừa suy nghĩ đối sách giải quyết. Tất cả mọi chốt đều nằm trên chuyện Quả Thân Vương bị giết, chỉ cần giải quyết chuyện này, Trung Châu sẽ không có lý do gì hùng hổ dọa người, xuất binh cố tình gây sự, bốn châu một thể cùng chống chọi. Nhưng bây giờ Quả Thân Vương đúng là bị ba người là Tư Phạm giết, chứng cứ vô cùng xác thực, đế quốc truy vấn cũng là chuyện đương nhiên. Nếu có người thiết kế, nhưng người ta trăm phương ngàn kế bày bố, làm sao để ngươi tùy tiện tìm ra manh mối chứ? Mà người áo đen kia càng thêm khó tìm ra, đoàn đặc sứ nhiều tinh binh tướng mạnh như vậy, tùy tiện mặc áo đen có thể dẫn dụ ba tiểu quỷ kia chẳng khác nào một kim dưới đáy biển, làm sao thể tìm ra chứ? Hay à, khó giải mà. Thở dài lắc đầu, Gia Cát Trường Phong cùng hai vị quản gia nhìn nhau đều cau mày nhíu chặt. Thở dài nói ra, kế này với địch là do Bách Linh Vĩ đưa ra, có điều không biết vì sao hắn làm như thế. Chẳng lẽ chỉ muốn nhằm vào Lạc Gia chúng ta thôi sao? Thế nhưng dù Lạc Gia chúng ta nhận tội thì thế nào, cùng lắm chỉ là gia hung phạm hiền nghi ra, lấy tính mạng của Thân Vương đổi lấy ba hài tử chúng ta, đến cuối cùng hắn muốn làm gì chứ? Nhìn hắn thật sâu, sắc mặt Lão Bố Thường âm trầm nói, trăm năm có chủ ý, hiển nhiên tầm ngắm của hắn cũng không phải ba tiểu quỷ, bởi vì hắn biết gia chủ tuyệt đối sẽ không giao ra mấy tiểu tử này. Nói xong, Lão Bố Thường dương mắt nhìn sắc mặt sầu lo của Lạc Vân Hải. Lạc Tư Phạm ngồi trong lòng mẫu thân, nhìn phụ thân vẻ mặt ủy khuất, hai mắt đẫm lệ. Bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên, hai người Ôn Đào và Vũ Thanh Thu vội vã đến trước mặt bọn họ. Thế nào rồi? Thấy bọn họ đến, Lão Vân Hải vội vàng đứng lên tiến lại đón, hỏi ra, hai vị chí tôn muốn xử trí việc này như thế nào? Lý nhìn nhau, hai người đều có chút khó khăn. Cuối cùng vẫn là Vũ Thanh Thu nói ra, Vân Hải lão đệ, là để chúng ta đối lý. Thứ hai, Bá Đơn Kinh Vĩ sớm đã đạt đối sách với ba châu, cảm thấy đây không phải là lợi ích cộng đồng bốn châu, hoàn toàn là ân oán cá nhân. Ba châu hy vọng việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có, tránh để khai chiến. Ý của Song Tôn là việc riêng chính mình hy sinh cá nhân, cam đoan Tây Châu yên ổn, ra hung thủ ra cho bọn họ một công đạo là được. Để đến lúc đó bọn họ còn không chịu từ bỏ ý đồ, chính là khinh người quá đáng, ba châu còn lại sẽ chung sức bảo vệ Tây Châu. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Gia Cát Trường Phong bất chấp dĩ dựa lưng vào ghế ngồi, thở dài một hơi. Lạc Tư Phạm cũng khóc nỉ non, vùi sâu vào trong ngực mẫu thân. Mẫu thân, Tư Phạm đừng lo lắng, mẹ sẽ không để con có việc gì đâu. Vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng, Nguyệt Nhi cũng rơi nước mắt đau lòng vô cùng. Lão Hải khẽ cắn môi, nói cách khác, hai vị chữ tôn muốn ta giao nữ nhi của mình ra, dùng mạng của Tư Phạm để buộc Trung Châu thiết đề dừng bước sao? Trầm ngâm không nói, hai người đều bắt giữ cúi đầu. Thế nhưng bò có biết nữ nhi của ta bị hãm hại không? Lão Hải giận dữ đống đen, cái gật đầu, phun thu thở dài. Chuyện này người sản xuất nhìn qua đều biết, nhưng chứng cứ đâu chứ? Không có chứng cứ, Trung Châu có xuất binh thì ba châu cũng không có quyền tự tiện nhúng tay vào. Nếu không, phải lấy danh nghĩa gì để viện trợ chứ? Trợ giúp Lạc Minh Tây Châu bao che nghi phạm sát hại đặc sứ sao? Là như vậy các tầng ba châu còn quản lý ai được? Mọi người sẽ không phục. Chiến tranh nhất định phải là chính nghĩa, cho dù bề ngoài cũng nhất định phải khoác lên vẻ như vậy. Đúng vậy, bây giờ không phải là bốn châu công đồng tâm hợp lực mà không có lý do để nhúng tay vào. Vỗ nhẹ nhẹ bờ vai là Vân Hải, Ôn Đào nhìn hắn thật sâu. Vân Hải lão đệ, xin lỗi, lần này các huynh đệ thực sự không thể giúp. Lão Vân Hải giật mình lo lắng, quay đầu nhìn nữ nhi, nước mắt như mưa, trong mắt trở lên tinh quang, bỗng nhiên quay người đi ra ngoài, nháy mắt đã không còn tung tích. Mọi người sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không đuổi theo. Có lẽ Đặc Minh chủ muốn yên tĩnh, tuy 500 vạn thiết đệ Trung Châu không nhiều, nhưng cũng được Kiếm Vương dẫn đội, một khi chiến, sinh linh đồ thán, tướng sĩ tiền tuyến còn tổn thất nặng nề, đây cũng là kết cục mà tất cả mọi người Tây Châu không muốn nhìn thấy. Ba ngày sau, trong đêm tối đen nhánh, Vũ Văn Dũng chậm rãi đi trong núi rừng, bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy hắn đến, Vũ Văn Dũng si ngốc cười một tiếng, chắp tay nói,
Ayu, đó không phải là Lạc Minh Chủ sao? Vừa mới truyền tin mời ta đến gặp mặt là ngươi sao? Không phải đêm tối gió lạnh. Lạc Minh Chủ muốn làm gì vậy? Buông tha cho nữ nhi của ta. Khuôn mặt âm trầm, Lạc Văn Hải nhìn hắn lạnh lùng nói. Trố mắt nhìn Vũ Văn Dũng cười rộ lên. Lời của Lạc Minh Chủ là có ý gì? Thiên Kim giết Thanh Vương đại nhân là phạm nhân tội ác tày trời của Kim Tinh, hiện tại đã huyên náo dư luận. Ngươi là bà ta, buông tha con gái của ngươi sao? Ngươi tìm nhầm người rồi. Ta chỉ là một đặc sứ, không có quyền lực miễn tội trọng phạt đế quốc. Đừng làm ra vẻ với ta, nơi này chỉ có hai người chúng ta, cứ đối rõ ra đi, các ngươi muốn làm gì? Hai mắt hung hăng trừng lớn, lá vai quá to. Trận mắt một chút, Vũ Văn Dũng nhìn hai bên một chút, chợt lộ ra nụ cười quý dị. Không có gì, ý của chúng ta rất rõ ràng, chỉ lấy lại công đạo cho Quả Thanh Vương, bắt mấy hung thủ về trừng phạt. Vũ Văn Dũng dùng lực mà nói mấy chữ này, nhìn Lạc Văn Hải với ánh mắt kỳ lạ. Mấy đứa tư phạm miệng còn hôi sữa, các ngươi bắt trở về cũng không có tác dụng gì. Hiểu ý hắn, Lạc Văn Hải hiếp mắt bình tĩnh lên tiếng. Ta đi với các ngươi, Bách Đơn Vĩ lần này không phải nhắm vào ta sao? Vợ ta làm theo mong muốn của các ngươi, còn các ngươi trở về Trung Châu